Chú mua cái gì mà bóng đây chú? Mỡ. Mỡ. Mình bôi mỡ này để làm gì hả chú ơi? Cái nước xì. Vâng. Thế là mình nâu thì nó dễ hơn, nó xi. Cái này chắc chiều là xong rồi chú nhỉ? Thế là 2 ngày nữa, ngày mai nữa đúng không? Chắc chắn. Đây có vết chân ai đi vào thật. Có 6 viên cúm. Chú.
Cái mặt bằng này các chú làm từ sáng nay, từ hôm qua rồi. Sáng nay mới làm. Úi để trơn. Trơn lắm, từ từ thôi đi, từ từ thôi.
bình ốp này là một ngày là bao nhiêu hả anh? Dạ. Công bình ốp này là một ngày là bao nhiêu? Thường thường là như khoán thôi rồi. Chứ không tính công ngày.
Ở trong cái hộp này chú nhé, dưới cái hộp bên, bên.